Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ca sĩ hải ngoại Hồng Nhung giàu cỡ nào khi đeo nhẫn 30.000 đô, lái Lamborghini 500.000 đô. Năm 2004, Nguyễn Hồng Nhung tham gia Sao Mai Điểm Hẹn và lọt vào vòng chung kết. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp cá tính, chất giọng nội lực. Song vừa lúc nổi tiếng là sóng gió ào tới, cái tên Nguyễn Hồng Nhung bỗng ồn ào khi vướng scandal đời tư. Thời gian sau, khán giả bất ngờ khi thấy cô có cuộc sống mới tại Mỹ và xuất hiện trên sân khấu ca nhạc hải ngoại. Tại Mỹ, Hồng Nhung kết hôn với Quý Nguyễn, em trai của Tri Di Phương Trinh, vợ cũ của nam ca sĩ Bằng Kiều. Về lý do cô chọn Mỹ để làm lại mọi thứ, cô bộc bạch. Đó là một cơ duyên khi năm 2005, tôi có chuyến đi lưu diễn tại Mỹ. Thực ra tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lại Mỹ, nhưng vì một biến cố xảy ra trong chuyến lưu diễn và khiến cho tôi không còn cơ hội để được trở về quê nhà. Biến cố gì thì tôi xin phép được giữ lại cho riêng mình. Vì không dự định sẽ ở lại Mỹ nên tôi đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn, từ sự trở ngại về ngôn ngữ, phương tiện đi lại. Có những lúc tôi bị lừa hết tiền, hoặc có khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Nhưng những điều đó cũng không bằng nỗi nhớ nhà và sự cô đơn nơi đất khách quê người. Tôi nhiều lần khóc vì buồn và nhớ Việt Nam già diết. Ngoài ca hát, Hồng Nhung lấn sân sang kinh doanh làm đẹp. Đây là ước mơ cô ấp ủ suốt 14 năm. Đúng chuyên ngành cô từng học là thiết kế thời trang tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Vợ chồng nữ ca sĩ và hai con cô đang ở ngôi nhà vườn rộng hơn 900m². Căn nhà gồm 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt chung và nhà bếp. Mỗi không gian đều do Nguyễn Hồng Nhung lên ý tưởng để phù hợp với sở thích của từng thành viên trong gia đình. Song song với công việc kinh doanh, Nguyễn Hồng Nhung còn đảm nhận vai trò đại sứ một thương hiệu tại Mỹ hay hợp tác nhiều dự án cùng những nhà đầu tư triệu đô. Giữa tháng 7, Nguyễn Hồng Nhung gây choáng, lái siêu xe hiệu Lamborghini màu vàng nổi bật trị giá 500.000 đô đi sự kiện. Trên thảm đỏ, cô còn gây chú ý với loạt trang sức lấp lánh, trong đó có nhẫn kim cương 30.000 đô. Nguyễn Hồng Nhung cho biết thêm, nghệ thuật tại Mỹ không có sự đua tranh giành giật. Hàng tuần, nghệ sĩ đi hát vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật và dành cho nhau những tình cảm chân thành. Nguyễn Hồng Nhung cũng nhận một số lời mời làm giám khảo game show trong nước, song chưa sẵn sàng vì bận rộn công việc. Mới đây, Nguyễn Hồng Nhung cùng doanh nhân Đồ Nguyễn gây sốc khi bao nguyên biệt thự sang chảnh giá hơn nửa tỷ đồng để tổ chức sự kiện trong 2 ngày liên tiếp. Cũng trong chương trình này, Nguyễn Hồng Nhung đại diện trao 4 viên kim cương cho những vị khách may mắn nhất. Ban tổ chức cũng tiết lộ cách xê Nguyễn Hồng Nhung nhận được cho vai trò đại sứ là 2 tỷ đồng. Về tin đồn có chồng đại gia chống lưng, Nguyễn Hồng Nhung thẳng thắn: "Thật ra anh ấy là người luôn ủng hộ tôi trong mọi dự án. Tôi quan niệm, vợ chồng hỗ trợ nhau qua lại trong cuộc sống là đương nhiên. Tôi và anh đều có thể kiếm ra tiền và tự chủ tốt về mặt tài chính. Nhưng đôi khi phụ nữ đứng sau đàn ông một chút cũng không sao." Trải lòng về cuộc sống sung túc tại Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung nói: "Sau tất cả những vất vả và khó khăn để có được thành quả như ngày hôm nay, chúng tôi luôn trân trọng những gì mình có. Tôi nhận ra rằng những thứ quý giá hơn cả giàu có vào lúc này lại chính là sự bình an, chia sẻ trong đời sống, chứ không phải là giá trị của cải có được." Nguyễn Hồng Nhung thổ lộ, thời gian qua chị gắn với hình ảnh sang trọng, tặng nhiều vật phẩm đắt giá trong các sự kiện khác nhau. Nữ diva cho rằng, một khi đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu lớn, hình ảnh người nghệ sĩ phải chỉnh chu, lịch thiệp và đẳng cấp đúng tầm. Giá trị nghệ sĩ đi kèm với giá trị thương hiệu, thế nên cô đầu tư mạnh về mặt hình ảnh để xứng đáng với số tiền thương hiệu chi trả trong một năm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.